giờ mình thử nhắm mắt lại một xíu này, mình hình dung về cái tổ chức của mình đi ạ. Các anh chị em đang ngồi trong cái tổ chức của mình đi, mỗi người có đang mặc cái màu áo giống nhau không? Hay là mỗi người đang một màu áo? Chắc lớp mình nhìn thấy đúng không ạ? Lớp mình có thể hình dung ra được đúng không ạ? Và một phát là có thể biết ngay là một tổ chức ở đó anh chị em đang mặc những màu áo giống nhau. Hay là vào đó là lỗ chỗ và lổn nhổn các loại màu sắc. Một nhà mình có thể là một ngôi nhà đa văn hóa. Và lớp mình có biết là một ngôi nhà đa văn hóa thì trên cái hành trình cùng nhau làm việc nó khủng khiếp thế nào không ạ? Nó cực kỳ đau thương luôn ý. Chị không biết là các anh chị có trải qua tất cả những điều mà Thùy đã được trải nghiệm và chứng kiến không. Thùy chỉ nói là nó đau thương luôn ý. Và sự tổn thất quá lớn của một doanh nghiệp khi là một ngôi nhà đa văn hóa như vậy. Bởi vì là người ta không có lo để về đích cùng nhau. Người ta lo xem cái màu áo của ông kia đẹp hay màu áo của ông kia xấu hơn tôi. Màu áo của tôi nó sạch hơn hay màu áo của ông kia bẩn hơn. Và người ta chỉ lo về việc là bẩn sạch và xấu đẹp với nhau thôi. Cả ngày, cả buổi. Sau người ta tìm cách người ta làm cho cái áo ông sạch hơn thì bẩn đi để cho áo mình trở thành áo sạch hơn. Rồi hôm kia bị bẩn đi để bảo là ta quyết không tha thì ta phải làm cho áo mình bẩn hơn ta mới được. Có đúng không cả lớp mình? Và nó rất là khủng khiếp. Nó rất là khủng khiếp, tất cả các lợi ích nhóm, tất cả những cái tôi nó xuất hiện. Và nó làm cho tổ chức của chúng ta tạo ra những cái dây buộc và kéo nhau đi vòng quanh. Người này ngắn chân người kia lấy dây buộc người kia lại. Và chúng ta không chạy được đi đâu cả. Và thực sự thì đấy là một sự tổn thất, một nỗi đau rất là lớn đối với doanh nghiệp của mình. Yếu tố văn hóa nó sẽ chính là việc đa văn hóa. Mà đặc biệt là nếu tổ chức của mình không có một nề nếp văn hóa được thiết lập từ đầu thì chuyện này càng kinh khủng. Bởi vì ông ấy mua về, không được mua về nữa thì cái tôi của ông đủ lớn để ông sẽ bảo là tôi là một người giỏi này, tôi là một người nhiều kinh nghiệm này, ông phải mua tôi về đấy. Cho nên tôi nói là đúng này, tôi hành xử là đúng này, mà mọi người phải theo tôi đúng không ạ? Và cái chuyện mua nó có thể kéo theo như vậy. Và đặc biệt hơn nữa là trong bối cảnh mà chính cái văn hóa nhà mình nhé, mình chưa thiết lập nó vào nếp. Còn nếu vào nếp rồi nha thì không có cửa. Đến trước cửa của tôi, không cần biết bạn đến từ đâu, bạn đi ra từ chỗ nào, bạn giàu hay nghèo, bạn nhiều kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm, bạn là tiến sĩ hay bạn là một chuyên gia, bước vào cửa nhà tôi là nếp nhà tôi. Nếu chúng ta có thể đến được điểm đấy chúng ta ok. Nhưng nếu chúng ta không làm được điểm đấy thì chính là lúc họ bước vào nhà mình rồi là họ làm chủ trong cái ngôi nhà đấy. Họ thích làm kiểu gì là việc của họ. Thì đấy chính là câu chuyện của ngôi nhà đa văn hóa. Và yếu tố đầu tiên của cái yếu tố buy nó sẽ có theo cái hậu quả là như vậy. Thế còn tất nhiên nếu một người được view từ trong nội bộ thì có phải là mình đồng ý với nhau là họ lớn lên cùng với cả văn hóa của tổ chức không ạ? Và chúng ta sẽ không gặp những cái cản trở về việc là gì ạ? Bị lệch văn hóa, bị sốc văn hóa, bị khác biệt về văn hóa. Một người mà được nuôi từ trong nhà mình lên, có phải người ta rất là quen thuộc với hệ thống của mình không ạ? Người ta hiểu đến đâu thì rẽ, đến đâu thì thẳng. Và đó chính là cái yếu tố thứ hai khiến cho câu chuyện hệ thống của chúng ta xuất hiện. Và cái yếu tố buy nó sẽ giúp cho việc là nó không giúp được việc hệ thống. Vì mỗi người vào sẽ đi từ một hệ thống khác. Và nó lại một lần nữa là gì ạ? Mất thời gian để làm quen hệ thống. Một nhân viên nhà mình lớn lên trong nhà mình, có phải mình biết chính xác điểm mạnh điểm yếu của họ không ạ? Mình biết chính xác tính cách, tính tình, mong muốn, hoàn cảnh của họ không ạ? Vậy là mình có căn cứ cho tất cả những cái dữ kiện, cho những cái dữ kiện của một cái cá nhân nào đó về mặt năng lực, về mặt tinh thần, thái độ. Và chuyện này đối với việc build nó rõ hơn rất nhiều với việc buy. Đôi khi một người nói là buy và anh ấy nói là anh ấy đã từng làm chỗ A, chỗ B, chỗ C, chỗ D, anh ấy đã từng làm ra X, Y, Z, G, H. Chưa chắc. Còn một người build thì rõ ràng là mình biết rất rõ là bạn này điểm mạnh, điểm yếu, tính cách, tính tình, mong muốn, hoàn cảnh gia đình lúc bé như thế nào. Và nó cũng sẽ cho mình cơ hội nhìn thấy một người bền bỉ như nào trong cả một hành trình. Một người có khả năng vượt khó như nào trong cả một hành trình. Một người có khả năng lột xác như nào trong cả một hành trình. Và nói cách khác là cho mình nhìn thấy tiến trình. Lớp mình, chuyện tiến trình có quan trọng không ạ? Nhìn một con người thông qua một tiến trình có quan trọng không ạ? Nó rất khác với việc đi bay nhá. Đi bay là mình chỉ nhìn thấy một cái quá trình ngắn thôi. Đúng không ạ? Một cái quá trình rất ngắn thôi, còn đây mình nhìn thấy cả một tiến trình. Và Thủy thì Thủy tin sâu sắc là một người nếu mình nhìn thấy họ cả một tiến trình, luôn luôn thấy họ đang lúc nào cũng đang cố gắng, đúng không ạ? Luôn luôn thấy dù là những khó khăn ập đến họ vẫn tiếp tục đi, luôn luôn có những cú sốc xảy ra họ ngã xuống họ lại đứng lên họ đi tiếp,
đây có phải là những người mà thực sự cần cho câu chuyện business của chúng ta không ạ? Khi mà rủi ro xung quanh quá nhiều thì những người này là những người có cần không ạ? Cái tinh thần đó, đúng không ạ? Cái động lực đó, cái sự nỗ lực tự thân đấy nó rất là tuyệt vời. Hay là cái sự kỷ luật người ta có trong mỗi một ngày, mình nhìn thấy cả một cái tiến trình đấy, chúng ta có thấy đáng tin cậy không ạ? Yeah. Và Thủy tin là chuyện này chúng ta có căn cứ và dữ kiện hơn rất nhiều vì nhìn được con người đấy trong cả một tiến trình. Gặp gỡ Thạc sĩ Phạm Thu Thủy, chuyên gia huấn luyện về quản trị nhân sự và tổ chức, với 20 năm kinh nghiệm thực chiến tại các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, cùng chuyên gia Chu Quang Khởi, trưởng phòng đào tạo VinFast, chuyên gia đào tạo và phát triển nhân lực tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, và anh Cao Đức Anh, Master Trainer tại Vinpearl, VinCommerce, với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo trực tiếp cho hơn 20.000 nhân sự, tại chuỗi khóa học chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam về cách thức để xây dựng, đào tạo và phát triển con người, đội nhóm. Chương trình gồm 11 chuyên đề giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có được khả năng working with people bằng những phương pháp, kỹ thuật cụ thể và công thức, công cụ có thể ứng dụng ngay vào tổ chức. Hẹn gặp các bạn tại Học viện Doanh nhân Alpha Leader. Học viện Doanh nhân Alpha Leader, tiêu chuẩn mới cho thế hệ lãnh đạo tương lai.